xin chào mọi người, Ti đã quay trở lại đây. Và hôm nay Ti sẽ dẫn mọi người đi đến Rail Mall Singapore. Ở đây thì có một cái quán ăn được gọi là Shrimp Leaf Rata. Họ bán cái món đặc trưng ở đây là món Rata. Thì Rata là một món ăn của Ấn Độ, nhưng mà ở Sing cũng khá là phổ biến. Một loại Rata rất là đặc biệt và rất là ngon, đó là Rata tôm và trứng muối. Và Ti cực kỳ thích. Và đối với Ti, đây là quán ăn Rata mà Ti cảm thấy ok nhất. Và hôm nay Ti sẽ dẫn mọi người đi và trải nghiệm quán ăn này nha.